trong tạch hay có những cái gì người ta mời rượu người bia liên hoan các thứ thì con nói là con chữa bệnh nhưng mà chi theo con nói như vậy thảo với tôi dối có dối à, lại thảo với tôi nói dối với con bởi vì nói dối nên con cũng biết đấy nhưng mà về ngắn hạn là cái là người ta thông cảm cho mình người ta cũng ép mình uống rượu với con đấy là cái đó con cảm thấy nó thanh thản trong tuy là con nói dối nhưng mình là từ biết rồi thì ông nói dối mình có lợi chứ là mình nói dối có hại dạ, con biết nói dối là biết có lợi mà con phải là như vậy nhưng vì con học hội trưởng thầy như vậy con chỉ biết là một là con chịu già ăn chay trường trường tất cả các cái liên hoan cơ quan con ăn chay trường con phải là ăn cơm mừng có nghĩa là người ta ăn liền mất cao cổ đầy mặt con vẫn một mình một người bác rồi ăn cơm mừng cái thứ hai người ta uống rượu uống bia con không kể cả cái tệ cái lễ vậy nên tức là mình thì thôi dạ. Với họ nhưng mà mình không có sử dụng trong đó dạ. Nhưng mà khi họ ép mình dạ. Mình để mình trả lời đó dạ. Thì con nói là con có bị bệnh này kia là không có uống thì cái đó là cái lối mình tránh né nhưng mà có cái không thật dạ. Có thể thầm rồi có thể thầm rồi không thật mình theo sự thật ra mình nói cái thẳng nó thật như thế này dạ. Từ khi mà tôi không có biết về sự tai nạn của rượu đó mà khi biết rồi thì bây giờ mà đem một cái giấc gì mà vào trong thân đó, như uống rượu đó thì từ khi mà không có uống nữa nó bây giờ uống vô thì nó nghe nó có một cái sự làm cho cái cơ thể nó sai nha hoặc là gì nó làm cho cái khó chịu hoặc là mình nói cái cơ thể nó không phù hợp mình nói thẳng và đồng thời mình nói từ khi mà biết tu theo Phật pháp rồi đó mình nói thẳng theo Phật pháp thì thấy từ khi mà không có uống rượu nó rất là cái thân này nó rõ ràng là ít thật cho nên vì vậy mà từ đó bây giờ quen mà bây giờ uống lại đó thì sợ nó ghiền đó là thì nó khổ thôi thôi các bạn nữa một cách này anh chị em vui lòng tôi đến đây dự như vậy là tốt quá rồi nó thẳng nó thật mình nói thẳng nó thật nhiều khi cái nói thẳng nó thật mà người ta thấy mình rồi mình đã cai được rượu mình đã không uống rượu nữa người ta thấy cái lợi ích rất lớn người ta cũng sẽ theo mình cho nên cái thẳng thật đó mình ví dụ như là thì từ khi theo Phật rồi thì mình thấy rượu cũng là một cái tai nạn cho nên mình không có uống nữa và không uống nữa thì uống vào thì nó gây rất là khó chịu mình nói với mọi người người ta biết như vậy rồi không có gì tức là mình tùy thuận là gì người ta rót thì mình cũng để nhận cho vui vẻ nhưng mà khi họ ép mình thì một lần mình nói thẳng còn hồi mà họ rót thì không nhưng mà ép mình uống thì mình không bất cứ một cái chuyện gì chứ không phải riêng rượu đâu mà bất cứ chuyện gì mà mình thấy là tâm Phật giáo đã dạy dưới luật đó, mà mình vi phạm dưới luật là không được cho nên mình từ nhận ví dụ như người ta dọn thịt cá hoặc mình ăn chán thì người ta ăn gì ta ăn được nói là ăn cái này là không thương không từ bi không này kia mình nói họ nhưng mà khi mà họ nói tới mình bảo mình ăn này khi sao ăn sao không ăn uống gì hết thì ngồi lơ là ăn ba rau cải được không thấy gấp gì hết bỏ mình miếng thịt mà gấp bỏ mình thì con mới nói thẳng đó từ khi theo thầy mà tu học rồi đó thì nhìn cái miếng thịt chúng sanh thì tôi nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh nên không nợ mà ngay thế vì vậy mà cả tâm tạng ví dụ mà đừng quở tôi đây này tôi thấy trong xa quá nhưng mà mình đánh thức cái lòng thương yêu của họ đó nó thành thật mà đánh thức lòng thương yêu thành ra mấy con khéo léo thành thật mà đúng lúc là mình đã hướng dẫn họ đến cái đạo đức vậy cho nên mình đừng có theo thầy mới đầu thì mình còn có thể tránh né là mình nói bằng cách mình nói bình đẳng nhưng mà làm được rồi mình sẽ đến sự thật cho nó giúp đời và giúp mình nó tùy thuận mà không bị lâu cuốn trong ăn chứ không khéo từ cái chỗ mà mình tránh bên đây thì mình bị ăn pháp bên kia nó kẹp lắm cũng như ngày xưa Đức Phật trong cái thời mà Đức Phật tu đó cái hạnh nhẫn nhục thì có một nhà vua đi xa con nai chạy ngang qua mà con nai nó lại chạy ngang qua nó lại chạy nó không chạy ngang qua mà nó lại chạy ngang qua rồi nó chui vô cái bọng cây dưới chỗ Đức Phật ngồi do đó
cho nên vì vậy mà ông vua, nhà vua chạy đến hỏi ông hồ tu đây, ông có thấy con ma tu đuổi nó chạy ngang hay không? Thì cái vị tu sĩ Đức Phật hồ tu bây giờ nói không có thì nó láo, bởi vì mình thấy rồi. Mà nói có thì chỉ cho nhà vua mà giết con ai thì mình tội sát sanh. Cho nên hai cái giới luật này khó quá. Lại sao cái máy? À cái máy. Con muốn nhắc thì đây con. Thì mấy con làm Phật tại thế thì con gì?
lúc còn khác với cái công việc đâu phải khó đâu, đúng không? Nhưng vì cái đời của mấy con là cái cuộc sống, cho nên nó còn vật chất, nó còn con cái, nó còn vợ con, nó còn cha mẹ, không thể nào mình giết ăn bỏ được. Cho nên mình tu mình biết thả, thả mình là thật sự ra chúng ta là những con người thì một tay thì đời, một tay thì đạo. Bây giờ mấy con biết là biết đạo này, nhưng mà cái tay đời mà chưa bỏ sạch thì mấy con làm sao được như thầy? Mấy con muốn được như thầy thì phải bỏ sạch chúng ta. Nhưng bỏ sạch làm sao mình là con người có đạo đức như cháu kia còn bé như vậy? Làm sao làm cha mẹ mà đã bỏ cháu đi được? Phải không? Mình phải có bổn phận, có đạo đức, phải nuôi dưỡng, phải giúp cháu lớn khôn để đi một mai cháu sẽ đi tu, hay là cháu sẽ có công ăn việc làm, có cái cuộc sống để nuôi sống được mình mới xong cái bổn phận chứ đâu có được bỏ. À, mấy con có vợ có chồng có con cái rồi thì con vui bỏ mà cuộc sống để tạm tâm trong hoàn cảnh để đem lại sự bình an của mình, đem lại hạnh phúc của gia đình, thì từ đó gia đình thì con hạnh phúc đủ lắm, thầy nói đủ. Nhưng mà cái sự mà chấm dứt tái sinh luân hồi cho nên đến với những cái phút rốt ráo thì mấy con sẽ đã hoàn tất được cái điều đó. Cho nên mấy con thấy như trong cái những cái mẫu chuyện mà ngày xưa trong thời Đức Phật thì có những người cư sĩ họ hy sinh cho nhau, vợ hy sinh cho chồng, chồng hy sinh cho vợ để nỗ lực tu, tu chứng đạt được để giúp như vợ, chồng hy sinh cho vợ để vợ tu, vợ hy sinh cho chồng để chồng tu, để cuối cùng đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Khi hiểu Phật pháp rồi hạnh phúc lắm, khi chưa hiểu Phật pháp thì vợ chồng hay đầy đà chống đối nhau, cái chuyện này hoặc chuyện mà khi hiểu rồi thì vợ chồng rất biết hy sinh cho nhau, biết nuôi con để dẫn dắt con mình đi tu, chứ không phải nuôi con để mà thành lập gia đình cho chúng nó đâu. Bởi vì chúng mà thành lập gia đình thì nó sẽ còn kéo dài được sự khổ của các con của mình, mà con của mình nó còn khổ thì chắc chắn mình cũng còn khổ chứ không thành lập. Bây giờ thầy nói bây giờ mấy con lớn rồi, mấy con có cháu nội cháu ngoại mà thấy cháu nó con bệnh đau hoặc nó gặp cái tai nạn gì khổ, mấy con đâu có, cũng có đâu có ngồi yên được, cho nên nó khổ chứ đâu phải là không khổ. Còn thay vì bây giờ mình có con, mình nuôi con rồi, vợ đi tu nè, rồi chồng nỗ lực tu nè, rồi con của mình lớn hơn cái hướng dẫn đi tu luôn, thì cả vợ chồng đi tu luôn, cả chúng ta cần cần gì của cải thế gian này, cần gì nhà cửa như thế này, làm gì để trói buộc chúng ta trong cuộc sống như thế này, trừ ra trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống thì chúng ta phải có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, có tiền, có bạc. Chứ còn không khéo làm sao mà chúng ta sống, chúng ta sống được, chúng ta không thể nào như người tu sĩ đi chân ăn cũng được, có phải không? Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn này thì mấy con còn là những người tu sĩ thì con sống đúng năm giới không? Cao nữa thì mỗi tháng mấy con dành ra 8 giới, giữ gìn 8 giới mấy con tu. Còn không thì mấy con cứ giữ năm giới trọn vẹn, bắt đầu hướng từng giới. Giới thứ nhất, tập cho các con sống cái đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Khi nào cái lòng thương yêu sự sống của muôn loài mà nó phát triển, thì lúc bây giờ mấy con thấy mấy con hoàn toàn là con ăn chay, cả gia đình mình đều ăn chay, không ăn được chút thịt. Bởi vì là một con người mà gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng mà ăn thì chúng ta thấy ăn cái sự đau đớn của chúng sanh mà. Nếu mà miếng thịt này không giết một con gà, không giết một con heo, không giết một con bò, không đập đầu con cá thì làm sao có những miếng thịt này ăn? Mà khi cắt cổ gà, đập đầu bò, đâm cổ heo, thì lúc bây giờ những con vật mà bị đâm, bị đập đầu như vậy nó có đau đớn không? Cho nên từng miếng thịt của nó mà bỏ vào miệng chúng ta rất sống sai vô cùng. Khi lòng thương yêu của chúng ta nó đã trỗi dậy, chúng ta nở lần nào ăn được. Còn bây giờ lòng thương yêu mấy con chưa có được, thì cái lòng dục của mấy con nó cao hơn, cái sự thích ăn nó cao hơn, cho nên mấy con gấp miếng thịt mấy con thấy ăn ngon hơn là cái miếng rau. Có phải không? Bởi vì cái lòng dục nó thích ăn hơn. Còn bây giờ cái lòng thương yêu chúng ta nó nâng cao lên, thì lúc bây giờ chúng ta gấp cái miếng thịt chúng ta ăn không mà không đành lòng nào mà ăn. Phải không? Bây giờ muốn được cái lòng thương yêu đó thì đâu phải có một ngày hai ngày mà chúng ta có được, chúng ta phải tập hàng ngày,
chúng ta tư duy suy nghĩ mọi sự vật đều sống như mình biết đau khổ, mọi việc sự vật đều đó. Mình biết thương mình thì mình nên thương sự sống của mình. Hằng ngày phải khởi sự thương yêu sự sống, đi cố gắng tránh con đạo con tiến con trùng dị chân để tăng lên cái lòng thương yêu chúng ta. Lần lượt cái lòng thương yêu tới mức độ đó thì mấy con sẽ sống đúng với được không như là chúng ta. Tức là giới thứ nhất mấy con đang đạt được. Mấy con ăn gì mấy con cũng sung sướng hết mà không hề có sự đau khổ của chúng ta. Đó. Thì như vậy mấy con có thực hiện được cái lòng từ của mấy con. Không? Rồi do đó bây giờ về cái đức vô xã thì mấy con phải học tất cả các pháp điều vô thường. Không có pháp nào là của mình. Hôm nay mình làm được, mình có duyên mình tạo ra vật chất nhà cửa, nhưng nó đâu phải là cái vật mình mang theo được. Nó phải vô thường, ngày nào đó mình không phải bỏ. Cảm thân này cha mẹ sinh ra rồi được nuôi dưỡng lớn khôn, rồi một ngày nào đó vô thường, nó cũng không phải còn gì, còn là vật chất chứ còn là đâu có gì của mình đâu mà lại thất bại. Cho nên hiểu các pháp vô thường rồi thì mấy con thấy tất cả những cái điều mà mấy con đang sống như vật chất, bàn ghế trụ giường, tất cả mọi cái nó đều vô thường. Ngày nào đó con sẽ bỏ món quà đi, mà không bao giờ mà mấy con mang theo một vật gì. Cho nên hôm nay chúng ta làm sống để mà đầy đủ sự sống, tiện nghi, đừng mưa đừng dột, nắng đừng nóng, để chúng ta ở được ấm cúng, đó là hạnh phúc rồi. Đừng thấy nhà người kia sang đẹp, nhà họ sống quá thua sức, đừng nghĩ điều đó. Chỉ cần ấm cúng mà được rồi. Nhà là để ở cho ấm, không bị dột mưa, không bị nắng nóng, thì như vậy đủ rồi. Đừng chặt theo vật chất cho chúng ta khổ. Hãy làm, chúng ta đem hết sức lực chúng ta cần lao chúng ta làm, có chúng ta giúp đỡ những người bất hạnh, có chúng ta in kinh sách đạo đức để dạy cho mọi người, để truyền bá những cái đạo đức cho mọi người. Sống đừng làm khổ nhau, đừng có tham lam trộm cắp, đừng có giật của nhau, đừng có lời to tiếng nặng chửi mắng nhau, đem lại một sự bình an cho sự sống trên hành tinh. Đấy là chúng ta làm để mà chúng ta in những kinh sách đạo đức, chúng ta làm để mà chúng ta giúp đỡ những người bất hạnh hơn chúng ta, điều đó hạnh phúc. Cái nhà chúng ta không bằng cái nhà kia, nhưng cái nhà chúng ta đầy đủ đạo đức hạnh phúc hơn cái nhà đẹp kia. Nhiều khi cái nhà đẹp kia biết bao nhiêu là sự đau khổ người ta phải tích tụ lại trong cái nhà đó. Còn cái nhà chúng ta tuy xấu, nó đơn giản, không dột, không nắng, không mưa, thì chúng ta hạnh phúc lắm. Vì cái nhà này nó luôn luôn nó đem lại hạnh phúc không riêng cho nó mà cho ví dụ mấy con biết từng cái đồng bạc mà mấy con làm bằng mộ để rồi từng cái cuốn sách đạo đức mà mấy con được đưa ra mọi người đọc, hạnh phúc ai cũng sống đạo đức, mình cũng sống đạo đức, gian hòa tình thương yêu nhau rất là ngày nào đó trên hành tinh chúng ta không thấy loài người ăn cái chút sĩ, không thấy loài người cầm dao cắt cổ gà, cầm nhau đứng đầu đông lạnh, và mấy con sẽ thấy mưa thuận gió hòa, thời tiết ấm áp, không bao giờ có lạnh lẽo, cũng không bao giờ có khô hạn. Tại vì chúng ta thân thiện, nó sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta, vừa thời tiết mà cũng vừa là cuộc sống của chúng ta chan hòa cuộc sống. Thì thầy mong rằng ngày nào đó trên hành tinh chúng ta có được một tình thương nhẹ trong đạo đức như vậy, như vậy là chan hòa với mọi người, nó là hạnh phúc lắm. Hôm nay mấy con tập tạ, tại vì nó còn có ác pháp xung quanh mấy con. Chứ mọi người đều sống đạo đức thì mấy con có gì đâu sợ. Phải không? Các con đó là cái sự thật mà. Chứ bây giờ có người chưa đạo đức thì mình phải xả cái không đạo đức nữa ra, để không mình sẽ bị khổ nữa. Và đồng thời cái xả của mình lại cứu họ vào trong cái thiện, để từ đó họ có đạo đức. Các con nghĩ chứ? Cho nên cuối cùng thì trên hành tinh chúng ta người nào cũng sống đạo đức thì mấy con hạnh phúc lắm. Thì lúc bây giờ mấy con còn bước thêm một bước thứ hai chứ gì? Bây giờ mọi người đã sống đạo đức không còn làm khổ nhau nữa rồi, thì ai cũng vậy rồi thì còn gì nữa? Thì tức là bước thứ hai chúng ta để đi đến chỗ làm việc như vậy với chúng ta. Tức là mấy con sẽ tập cái giai đoạn này, mấy con ở trong gia đình nó cũng bình an rồi, đâu có cần phải đến chùa mấy con. Tại vì bây giờ ở trong gia đình của mấy con thì ác pháp còn dữ quá, có phải không? Các con thấy nó còn dữ quá. Thì bây giờ mấy con ở trong gia đình phải lo tập tả cho mấy con tập chứ sao được. Mà bây giờ khi mọi người đều sống trong đạo đức hết rồi, thì bây giờ chúng ta tiến bước ở trong gia đình chứ không cần đến chỗ nào.
bởi vì nó đã bình an rồi, nó đâu có bất, nó đã tâm bất động rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con dùng cái pháp như thế đi, mấy con sẽ tu thẳng tới để mấy con làm chủ bệnh, làm chủ thân tâm. Các con thấy nó đâu có khó đâu, mà nó lại bình an, dễ tu quá rồi. Còn giờ cái hoàn cảnh của các con hiện giờ sống trong gia đình, nay chuyện này mai chuyện khác, đủ thứ chuyện đến với đâu mà hàng xóm của mình nhiều khi có chuyện họ cũng tìm cách làm đâm mình nữa. Họ đến họ mời mình đi nào đám cưới nào này cái điều lên các nó ác động lên hết, các con thấy chưa? Bởi vì họ đang ở trong ác pháp, họ đến họ đâu có việc dọn đồ chai cho mình ăn, mà họ dọn thịt cá rồi họ đem rượu bia đủ thứ hết, họ đặt bao nhiêu đó mình cả cũng muốn chết rồi thì khó đâu thân tình mà ở đó mình tu tới cái khác hơn, có phải không? Các con thấy không? Cho nên vì vậy cứ của hoàn cảnh xã hội chúng ta tốt được thì cái giai đoạn thứ hai chúng ta dễ. Bởi vì mình tu thực mà, mình giải thoát thực chứ đâu phải mình luyện tập cái gì khác lạ hơn là sự bất động này. Mà cái hoàn cảnh sống đã bất động thì cái biết bước tu chúng ta dễ rồi. Còn hoàn cảnh sống của chúng ta có ác pháp, có thiện pháp, nó được đấu tranh với nhau như thế này thì làm sao chúng ta bình an được nữa. Đó thì hôm nay mấy con nghe được thầy nói thì mong rằng những cái sách đạo đức của thầy viết là những sách mà thầy viết đều là hoàn toàn đạo đức nhân bản. Không có cái gì mà không có đạo đức ở trong đó hết.